Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Triệu phú Việt Nam ở Đông Âu với lý tưởng dân chủ. Đông Âu được coi là cái nôi của nhiều triệu phú Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều người Việt đã học tập, lao động và lập nghiệp tại đây vào giai đoạn cuối thập niên 1980 cho đến những năm 1990, đã biến sự chuyển đổi thể chế tại các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trở thành cơ hội vàng để lập giàu. Song, với quá trình lập nghiệp tại đây là một quá trình lung lay về mặt tư tưởng để hình thành nên ý tưởng về dân chủ, như trường hợp của một triệu phú người Việt tại Ba Lan đã trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế. Trong giai đoạn mà cả khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Xô và cả Việt Nam áp dụng nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, thì người Việt tại Đông Âu đã tiến hành buôn lậu với quy mô nhỏ. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Quân, doanh nhân người Việt tại Ba Lan, trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế về thời gian bắt đầu khởi nghiệp tại Đông Âu vào những năm 1980 cho đến năm 1990. Trong giai đoạn những năm 1980, trong khối các nước xã hội chủ nghĩa thời điểm đó, mỗi năm từ Việt Nam đã có rất nhiều sinh viên sang du học, còn gọi là lưu học sinh, và một số nhỏ hơn nghiên cứu sinh, tiến sĩ sang Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Romania và Bulgaria. Số lượng lưu học sinh sang học tại các nước Cộng hòa Liên Xô thì luôn đông hơn, lên tới hàng trăm người mỗi năm. Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, ông Trần Quốc Quân, đồng sở hữu Trung tâm Thương mại Á-Âu AEACC tại ngoại vi của thủ đô Warsaw ở Ba Lan, đã chia sẻ như sau. Buôn lậu là cách kiếm tiền phổ biến nhất ở tất cả các thị trường Đông Âu của người Việt thời điểm đó. Bản thân ông sang Warsaw làm nghiên cứu sinh từ năm 1988. Ông Quân nói khởi nghiệp bằng việc buôn lậu thuốc Tây về Việt Nam. Cách kiếm tiền đem về lợi nhuận rất khủng, từ 200 đến 300%. Nhiều người Việt đã trở nên giàu có, được gọi là tướng, soái, với số tiền kiếm được lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn đô la. Tại thời điểm đó, một căn hộ đắt tiền ở trung tâm thủ đô Warsaw, Ba Lan chỉ có giá vài ngàn đô la mà thôi. Bước sang giai đoạn một số nước Đông Âu chuyển đổi thể chế từ cộng sản sang thể chế dân chủ vào năm 1989, đã trở thành một thị trường cởi mở, thì người Việt đã chớp lấy thời cơ, lấy sẻng xúc vàng tại đây. Đây là hình ảnh quảng cáo cho chợ bán buôn rau quả trên tàu điện ở Poznań, Ba Lan vào năm 1989, khi Ba Lan chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa sang thị trường tư bản sơ khai. Ông Quân chia sẻ tại Ba Lan khi đó như sau. Lúc chuyển sang kinh tế cởi mở tự do thì không còn bị hạn chế về mặt số lượng. Lúc đó, từ quy mô buôn bán với khối lượng hàng hóa ở mức túi 3 tầng, có nghĩa là loại túi du lịch được người Việt Nam dùng phổ biến để đóng gói hàng hóa từ Việt Nam sang Đông Âu, lên một khoang tàu hỏa đã là hàng trăm lần rồi, và từ khoang tàu hỏa đến container lại là cả trăm lần nữa. Cho nên với một container, chỉ cần lãi vài chục phần trăm đã thu về gấp bao nhiêu lần những túi du lịch mình lén lút đi, dù đi buôn với túi du lịch thì đem lại tỷ lệ lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Những người đã từng là tướng soái thời buôn lậu, nếu không kịp thời chuyển đổi, thay đổi lối tư duy thì sẽ bị thị trường đào thải nhanh chóng. Với cộng đồng người Việt ở Ba Lan, du học sinh ở Ba Lan giống như cái nôi lan tỏa chuyện làm ăn kiếm tiền ra cả Đông Âu và Liên Xô. Và không chỉ dừng lại ở việc buôn hàng từ Đông Âu về Việt Nam, mà người Việt ở đây còn làm trung chuyển hàng hóa, máy móc hiện đại vào Liên Xô, trong giai đoạn nước này vẫn còn đang trong mô hình xã hội chủ nghĩa và bị các nước phương Tây cấm vận. Đây là hình ảnh máy tính sách tay, máy fax từng là mặt hàng được người Việt Nam từ Ba Lan buôn sang Liên Xô trong những năm đầu thập niên 1990. Vào buổi giao thời giữa hai mô hình kinh tế tập trung, kế hoạch hóa và xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường tư bản sơ khai, người Việt nhờ mạng lưới bạn bè, đồng môn ở khắp Đông Âu đã đóng góp vai trò trung gian cho kinh doanh ngoài luồng. Người Việt trở thành người đảm nhiệm nhiệm vụ chuyển đổi từ thị trường tự do và thị trường cấm vận. Mặt hàng đem lại lợi nhuận khủng khi đó là đồ điện tử hiện đại do các nước tư bản sản xuất như máy fax, máy tính cá nhân. Việc đưa các mặt hàng điện tử, máy tính ở Ba Lan nhập ồ ạt từ Đài Loan, Nam Triều Tiên
và Singapore sang Liên Xô đã hình thành nên một thế hệ tướng soái mới với quy mô tốc độ kiếm tiền mạnh hơn hẳn so với thế hệ tướng soái thời buôn lậu. Du học sinh Việt Nam tại Ba Lan, Nga và các nước khác có thể chỉ cần một chuyến buôn đồ điện tử, máy tính đã có 20.000 đô, thậm chí 50.000 đô tiền lãi. Một thế hệ triệu phú người Việt ở Đông Âu dần được hình thành. Kể từ đó, nhiều người sau khi đã rất thành công về mặt kinh tế ở nước ngoài đã quay trở về đầu tư vào nhiều dự án đình đám ở Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và ngân hàng. Tuy nhiên, vào những năm 1990, việc kinh doanh của người Việt tại Đông Âu đã gặp phải những biến cố lớn và biến cố Dôm 5 và Dôm 11 của năm 1994, thương vụ buôn áo giả ra và cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998 đã thay đổi họ. Đây là hình ảnh chứng khoán châu Á mất giá vào tháng 7 năm 1997, đánh dấu một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong năm 1997 đến 1998. Tháng 5 năm 1994, có lệnh từ thành phố Moscow là xóa sổ nơi được gọi là ổ buôn lậu của người Việt ở hai tòa nhà, đó là Dôm 5 và Dôm 11 ở phố Aminos, Moscow. Hai trung tâm buôn bán của người Việt tại Moscow khi đó đã bị lực lượng OMON, tức là lực lượng đặc nhiệm Nga thuộc cảnh sát Nga, bố ráp và tịch thu toàn bộ tiền, hàng. Trong vụ đó, những doanh nhân người Việt nổi tiếng tại Ba Lan, trong đó có ông Quân, gần như trắng tay. Sau đó 4 năm, vào năm 1998, mang tham vọng làm ăn lớn, nhiều người trong đó có ông Quân đã quyết định nhập các lô hàng áo giả da trị giá nhiều triệu đô la, chủ yếu là vay mượn từ Trung Quốc và Đông Âu. Mùa đông và giấc mơ được diện áo giả da ở Đông Âu nhanh chóng qua đi, khiến những lô hàng khổng lồ đã trở thành thứ không thể bán. Cơn ác mộng thực sự đập xuống khi cuộc khủng hoảng châu Á hồi năm 1998 lan rộng, khiến đồng nội tệ của Nga đã mất giá 300% so với đô la Mỹ, tạo cú đánh kép giáng xuống giới doanh nhân người Việt tại Đông Âu. Đây được coi là cú ngã ngựa đối với các đại gia người Việt khi đó. Họ đã bị nhấn chìm xuống vực sâu với những khoản nợ khổng lồ. Và cũng chính trên chặng đường kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi thể chế tại các khối xã hội chủ nghĩa khi đó đã làm lung lay tư tưởng của triệu phú người Việt, để từ một đảng viên trung kiên họ đã trở thành người ủng hộ cho nền dân chủ mới. Đây là hình ảnh ông Mikhail Gorbachev đã khép lại bài diễn văn tối ngày 25 tháng 12 năm 1991, khép lại ngày cuối cùng của chế độ Cộng sản tại Liên Xô. Ông Quân chia sẻ quá trình niềm tin Cộng sản chính thức bị đổ vỡ khi tận mắt ông chứng kiến thành trì của cách mạng thế giới trở nên tiêu điều, khốn khổ. Khi đó chủ nghĩa xã hội với ông thật tối tăm. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, Mikhail Gorbachev đọc thông điệp tuyên bố giải thể Liên Xô. Chính quyền tan rã, bộ máy nhà nước tê liệt. Cộng với Giáng sinh chính thống, chính giáo và năm mới, nước Nga đã muộn hơn lịch công giáo, khiến ông cùng chuyến hàng từ Ba Lan sang phải vật vờ, nằm chờ suốt 2 tuần trong một căn hộ heo hút gần vành đai 2 ở Moscow. Nước Nga thời gian đó rất khó khăn, thiếu thốn. Thèm thuốc lá, ông phải lội tuyết dày tới nửa mét, rồi ra ngồi tàu điện ngầm vào tận trung tâm mới mua được một tút thuốc của Nga. Số có tiền muốn được ăn thịt, ăn cá, ông chỉ có cách đi chợ nông trường. Vào cửa hàng trên phố, ông chỉ thấy các gương mặt lam lũ xếp hàng. Vào các quán ăn, bến tàu, bến xe, ông chỉ thấy dân say rượu, vật vờ. Ra khỏi thành phố, ông thấy các nông trại tập thể với cái tên rất kêu như con đường sáng, leo lét ánh đèn, sập sệ, nếp nhà nhỏ run rẩy trong mưa tuyết. Niềm tin vào lý tưởng Cộng sản của ông sụp đổ từ đó. Và chính từ sự được chứng kiến tận mắt cái gọi là xây dựng xong chủ nghĩa xã hội phát triển, đang trên đường xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, khiến ông quyết định từ bỏ đội ngũ này. Và điều đáng buồn là 30 năm từ sự kiện chuyển đổi thể chế và những điều thay đổi chính trị tại Đông Âu, đời sống chính trị của cộng đồng người Việt tại đây dường như không thay đổi so với thời gian. Đây là hình ảnh chụp tại diễn đàn doanh nhân Việt Nam toàn thế giới tại Liên bang Nga. Cũng theo ông Quân, có lẽ cũng giống như các nước Cộng hòa, cộng đồng người Việt tại nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ và Liên Xô cũ. Người ta ra đi để học mà không học nữa thì kiếm tiền.
người ta quan tâm đến kiếm tiền nhiều hơn. Các thay đổi về mặt tư tưởng, quan điểm trong cộng đồng người Việt ở Ba Lan là không mạnh. Họ không quan tâm đến chính trị lắm. Bởi vậy, các tổ chức hay các cuộc vận động chính trị trong cộng đồng ở đây là không có. Những phong trào dân chủ cởi mở Ba Lan này không nhận được sự hưởng ứng của họ. Nói về những người đã từng nhiệt huyết với lý tưởng cộng sản như bản thân mình, ông Trần Quốc Quân nhận xét rằng các biến động chính trị, xã hội ở Đông Âu vào năm 20-30 năm qua chỉ tạo ảnh hưởng khiến họ thay đổi về quan điểm. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với sự thay đổi dân chủ, chính trị trong nước ở Việt Nam thì không có nhiều. Có thể nói, nhờ chuyển đổi thể chế, người Việt ở Đông Âu đã được hưởng tự do, kể cả tự do cho họ quyền vẫn như vậy nhưng họ vẫn tin tưởng vào cộng sản cho đến phúc lợi xã hội và tiện nghi của nền kinh tế tư bản thì họ lại tận dụng. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng vào thế hệ sau của người Việt ở Đông Âu. Những lớp trẻ sinh ra và trưởng thành trong xã hội dân chủ, thấm nhuần tư tưởng dân chủ hơn cha anh của họ sẽ góp phần vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, quê hương gốc gác của mình. Và Việt Nam ngày càng cởi mở và mở cửa với hội nhập với thế giới. Nhưng điều tệ hại là những người đang cầm quyền tại đây vẫn chưa chịu chuyển đổi đất nước sang thể chế dân chủ và tự do để người dân trong nước được hưởng đầy đủ các quyền của con người như những nước văn minh khác. Giờ đây, nhân dân Việt Nam cần tự nắm lấy vận mệnh của mình để có một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.